Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 5 ngày 7 tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp để đón may mắn, tránh xui xẻo, cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 7 tháng 12 năm 2023, tức ngày 25 tháng 10 âm lịch, ngày Kỷ Hợi, trực, bế, xấu mọi việc, trừ đắp đê, lấp hố, rãnh, tuổi sổ ngày, Tân Tỵ, Đinh Tỵ, tuổi hợp trong ngày, ngày Hợi, Lục hợp dần, Tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục, giờ Hoàng đạo, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Đông Bắc, hướng Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi làm đâu chúng đó trong ngày thứ 5 này sẽ là tuổi Dần, tuổi Dậu và tuổi Tý. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 7 tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, tam hội nâng đỡ nên tuổi Tý khá giỏi trong việc kết nối mọi người. Vì thế, hãy mạnh dạn kéo những người bạn của mình tham gia vào buổi tiệc hay tụ tập hội nhóm thời gian này. Không phải khi nào bạn cũng có cơ hội để tiếp cận thứ gì đó mới mẻ từ những người xung quanh. Vì thế, vừa tự tìm hiểu, vừa có thể học hỏi thêm họ để bổ sung kiến thức mới mẻ từ mọi người là một cách học dễ vào nhất. Nếu tuổi Tý bám sát kế hoạch tiết kiệm của mình, thì khi thiên tài ghé thăm, đây chính là thời điểm để bạn gặt hái những thành quả và nhìn thấy sự phát triển tích cực trong công việc. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, hãy nhớ rằng bạn luôn đặc biệt theo cách riêng của mình. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, cách nói không rõ ràng khiến hiểu lầm càng sâu sắc hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, bạn nên thành thật với cảm xúc của mình, đừng trốn tránh vô ích. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, thân thiện hơn với mọi người, giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, câu chuyện về sự thất bại cũng là một bài học đáng giá. Con số may mắn, 1, 3, giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, hồng, đen, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu, hôm nay tuổi Sửu có cơ hội để mở rộng các quan hệ trong ngày tam hội che chở. Có thể đó sẽ là mối quan hệ tình cảm với các nàng độc thân hoặc một cộng sự tiềm năng sẽ xuất hiện. Hôm nay tỷ kiên khiến con giáp tuổi Sửu có cảm giác vô cùng hoang mang với những việc đang xảy ra với mình. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo và trở lại quỹ đạo để không bị mất phương hướng. Ngũ hành xung khắc có thể đẩy bạn vào căng thẳng về chuyện tiền nong hoặc về một người bạn sống không biết trước biết sau. Hãy tin rằng bạn sẽ tìm ra giải pháp để giải quyết nó. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, hãy ngừng than thở về những điều mình không có, nên trân trọng vận may trong tay. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, dành tặng người khác những lời khen ngợi là điều nên làm trong hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, thái độ lắng nghe mới giúp bạn khai thác được nhiều câu chuyện hay ho hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, đừng chỉ vì một điểm yếu của mình mà tự ti, bạn vẫn còn điểm mạnh khác. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, học cách bao dung, bạn sẽ có nhiều điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống. Con số may mắn, 5, 8, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, trắng, tím, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, nhờ có lục hợp, con giáp tuổi Dần sẽ có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và thú vị, giúp bạn có thêm động lực và sức mạnh để đối đầu với những căng thẳng sắp xảy đến. Không những thế, với thái độ luôn cầu tiến, bạn cũng được lòng mọi người. Chính quan nâng đỡ để con giáp tuổi Dần có thể chuẩn bị cho những sự bùng nổ và đột phá, bởi bạn được giải thoát khỏi tâm lý dè dặt bấy lâu. Bạn cần chút quyết đoán để tiếp tục theo đuổi những gì bạn muốn. Ngũ hành tương sinh giúp bạn tìm thấy cánh cửa để trở về với thực tại và thật may mắn khi mọi thứ lại thân thuộc như cũ. Những lo lắng trước đây của bản mệnh cũng dần được giải tỏa. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, hãy chuẩn bị cho những thay đổi trong cuộc sống. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, những cảm xúc tốt đẹp giúp bạn có những quyết định dễ dàng hơn. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, cảm nhận được sự tin tưởng của mọi người dành cho mình. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, đừng vì những chương trình ưu đãi lớn mà mua sắm quá tay. Tử vi tuổi Nhâm Dần,
Kim, hứa hẹn tương lai, bạn sẽ tìm ra hướng đi vô cùng phù hợp. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. Tử vi tuổi Mão, người tuổi Mão độc thân có cơ hội gặp được người trong mộng của mình trong ngày tam hợp. Tuy nhiên, bạn vẫn còn nhiều ngượng ngùng không dám bày tỏ. Trong khi đó, những cặp đôi sẵn sàng mở lòng bao dung, đón nhận người kia, cho họ cơ hội để cải thiện tình cảm. Thiên quan ghé thăm tuổi Mão nên có khả năng giữa bạn và sếp sẽ xảy ra một số xung đột nên bạn cũng cần phải tập trung xử lý. Đó cũng có thể là lý do sự nghiệp là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Lời khuyên cho bản mệnh lúc này đó là nên tập trung vào các vấn đề tài chính. Mặc dù giai đoạn cuối năm là thời điểm bạn cần phải sắm sửa nhiều thứ, nhưng bạn vẫn cần cân nhắc chi tiêu cho những nhu cầu thật sự cần thiết. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, cẩn thận kẻo bị truyền thông, báo chí dắt mũi khiến bạn lạc lối. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, hãy giữ kín bí mật mà người khác đã tiết lộ cho bạn vào lúc này. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, hãy quan tâm hơn tới cảm xúc của người khác. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, cuộc sống luôn công bằng và trả ơn cho những ai xứng đáng mà thôi. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, nghĩ tới những điểm tốt của người khác cũng là cách để học hỏi hay. Con số may mắn 8, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, thông điệp kiếp tài muốn gửi đến con giáp tuổi Thìn thời gian này chính là hãy luôn sống thật với bản thân. Việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người đôi lúc sẽ khiến bạn kiệt sức. Ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy, một người cũ chê điểm nào đó về bạn không có nghĩa là bạn luôn tệ như vậy. Lời khuyên cho bản mệnh đó là hãy luôn tin rằng những người thực sự dành cho bạn sẽ luôn yêu quý con người thật của bạn. Ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe của bản mệnh thời gian này không được ổn định, rất dễ cảm sốt. Nguyên nhân một phần cũng có thể là vì thời tiết. Do đó, trước khi đi ra ngoài, bạn cần xem dự báo thời tiết để chuẩn bị đồ cho phù hợp. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, cho phép mình một giấc ngủ thật sâu, quên hết mệt mỏi, căng thẳng trong ngày này. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, hãy thể hiện sự hợp tác trong khi làm việc với mọi người. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, hãy gạt bỏ những lo âu sang một bên để có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, giữ niềm tin vào những gì mình đang tiến hành suốt thời gian vừa qua. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, lúc này bạn nên đưa việc cải thiện sức khỏe cá nhân lên hàng đầu. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, ảnh hưởng của tương xung khiến tuổi Tỵ cảm thấy như đang ở trong một mê cung huyền bí, đầy những chướng ngại vật và những manh mối kỳ lạ. Hôm nay, chính ấn mang tới cho tuổi Tỵ tiếp nhận những kiến thức mới mẻ, hữu ích, có thể áp dụng ngay vào cuộc sống của mình. Việc của bạn là làm theo chỉ dẫn, từng bước thực hiện mục tiêu cho tới khi hoàn tất mới dừng lại. Thủy hỏa xung khắc, ảnh hưởng khá lớn tới tình hình tài chính của bản mệnh thời gian này. Hãy luôn tự nhắc nhở mình chặt chẽ hơn trong chi tiêu để hạn chế tối thiểu những rắc rối có thể xảy ra. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, bạn cũng có thêm nhiều cơ hội để mở rộng vòng tròn quan hệ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, bạn được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để làm những việc mình yêu thích. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, học cách nói không với những việc không muốn, chớ cản nể quá. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, không phải cứ thân quen là sẵn sàng giúp bạn trong lúc khó khăn đâu. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, thời điểm chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, trắng, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, người tuổi Ngọ có được sự tập trung và sáng tạo mà thiên ấn nâng đỡ, khả năng tập trung hôm nay dường như không có điểm dừng. Chính vì thế, bạn hoàn tất được mọi nhiệm vụ sớm hơn dự định và ghi điểm rất cao trong mắt cấp trên, đồng nghiệp. Nếu có thể, đừng ngại khi giúp những người xung quanh khi họ đang rất cần sự hỗ trợ của bạn. Người xuất sắc không chỉ ở chỗ làm xong việc của mình sớm hơn dự kiến, mà còn có thể giúp người khác theo kịp tiến độ. Ngũ hành xung khắc khiến bạn có lúc cảm thấy cô đơn, lạc lõng, tự thương lấy chính mình. Điều này cho thấy bạn đang ở trong một mối quan hệ không lành mạnh. Chúng khiến cuộc sống của bạn không có được tự do, hạnh phúc đích thực. Bạn nên tìm cách thay đổi bản thân, thay đổi tình huống hiện tại. Tử vi tuổi Giáp Ngọ,
Kim luôn có giải pháp cho vấn đề bạn đang gặp phải, hãy thử tham khảo ý kiến. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy nên tập trung thẳng vào vấn đề, chứ nên vòng vo quanh co làm gì. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa tìm lại được sự an tâm mà mình mong muốn suốt thời gian dài vừa qua. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, tâm trạng bạn rất dễ thay đổi trong một ngày vì bạn dễ bị phụ thuộc vào người khác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc nên kiên nhẫn trong việc giúp ai đó vì họ không dễ dàng để thay đổi. Con số may mắn 8, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng, tím, quý nhân phù trợ Tuất, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, người tuổi Mùi trân trọng tình cảm đang có với sự nhắc nhở của tam hợp, nhờ đó mà bạn bớt đi sự so sánh người bên cạnh mình với những người xung quanh mình. Người độc thân cũng không còn kén chọn, nhờ đó mà sớm tìm được một nửa vừa ý. Thật không may, thời gian qua tuổi Mùi đã bị lợi dụng lòng tốt và trót trao niềm tin nhầm chỗ trong một số mối quan hệ, cho đến khi tỷ kiên xuất hiện bạn mới nhận ra điều này. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới tình hình tài chính của bản mệnh. Đó có thể là bị mất hoặc lừa tiền, dù sao tiền cũng không lấy lại được. Cách tốt nhất là cho qua chuyện này, xây dựng quyết tâm để bạn kiếm được thêm nhiều tiền hơn nữa. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, quan trọng nhất là bạn cần phải thích nghi nhanh chóng vào lúc này. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, đừng quên uống nước để giúp tinh thần tỉnh táo hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, hãy xử lý những vấn đề đang còn tồn đọng để có thể tiến hành bước quan trọng. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, ngày phù hợp cho việc thử làm một việc mình thích nhưng chưa bắt đầu. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, tranh thủ thời gian về bên gia đình và thư giãn cùng những người thân yêu. Con số may mắn 9, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, hôm nay xuất hiện tương hại cũng là để nhắc nhở con giáp tuổi Thân đừng quá tự tin với kế hoạch của mình. Lúc này rắc rối vẫn còn hiện hữu, cho dù bạn đã cố gắng làm tốt nhất có thể phần việc của mình. Người tuổi Thân có thể sẽ trải qua cảm giác tức giận trong ngày thương quan tác động. Mọi thứ có vẻ trắc trở, nhưng đừng lo, khi trải qua những điều này bạn sẽ sớm được đền bù thích đáng cho những ngày vừa qua. Ngũ hành tương sinh có thể mang tới tin vui về sức khỏe của bản mệnh. Bạn có những cách thức phù hợp để cải thiện sức khỏe nhanh chóng. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, chủ quan sẽ khiến bạn dễ hỏng việc trong ngày hôm nay. Hãy tập trung. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, có tầm nhìn xa, bạn sẽ dễ đưa ra quyết định hơn cho những việc hiện tại. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, trốn tránh vấn đề của mình khiến bạn không biết phải đối mặt với mọi người. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, hết khó khăn này đến khó khăn khác khiến tâm trạng của bạn rối bời. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nhường nhịn một chút, bạn sẽ thấy không còn có chút khó khăn nào nữa. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường hồng, trắng, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, nhờ thực thần nâng đỡ, người tuổi Dậu hôm nay sẽ sớm thoát khỏi những trăn trở như sự quá tải công việc, tình bạn độc hại hoặc những niềm tin giới hạn bản thân. Điều đó đã góp phần để bản mệnh có một ngày vui vẻ, thoải mái. Giai đoạn cuối năm này cũng là thời điểm bắt đầu hoàn tất công việc và sắp xếp thêm thời gian dành cho gia đình. Sau đó bạn nên xem xét lại những gì còn tồn đọng để xử lý sớm, an tâm hơn và có thể tập trung cho các mối quan hệ xung quanh. Thủy Kim tương sinh, tốt cho các khía cạnh tài chính của bản mệnh. Có thể công sức của bạn được đền đáp xứng đáng, hãy chuẩn bị cho những thay đổi cần thiết trong thời gian này nếu bạn có được chức vụ tốt hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, bạn nhẹ nhàng vượt qua thử thách trước mắt là nhờ vào một chút may mắn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, hãy học cách chi tiêu có kiểm soát hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, an ổn với cuộc sống hiện tại và bạn cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, tránh nói năng thiếu suy nghĩ khiến bạn gây mất lòng nhiều người. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, có tiền khi được ai đó cho, tặng, biếu, hãy vui vẻ đón nhận. Con số may mắn 0, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, đừng để kiếp tài khiến tuổi Tuất bị trói buộc theo những khuôn mẫu, thách thức mà người ta gây ra cho bạn. Thực tế là bạn hoàn toàn có thể bứt phá, chạm tới những đỉnh cao mới, miễn là bạn kiên trì từng chút một.
thủy thổ xung khắc khiến tâm trạng của bạn không được tốt chỉ vì lý do công việc và làm ảnh hưởng sang cả chuyện tình cảm. Dù sao chăng nữa, công việc cũng chỉ là công việc và đừng để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Khi mối quan hệ yêu đương cho tới mọi người xung quanh không tốt, có nghĩa là bạn cần thay đổi cách giao tiếp, quan tâm tới mọi người. Hãy chân thành quan tâm và quý mến họ, bạn sẽ được đáp lại tương ứng. Tử vi tuổi Giáp Tuất. Hỏa, tôn trọng người khác bằng cách lắng nghe. Tử vi tuổi Bính Tuất. Thổ, cho tặng ai đó món đồ mà bạn không còn sử dụng cũng là điều nên làm. Tử vi tuổi Mậu Tuất. Mộc, tôn trọng người khác thì mới mong bản thân được nể trọng. Tử vi tuổi Canh Tuất. Kim, không nên tỏ ra rằng mình có nhiều tiền hay khôn ngoan hơn người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất. Thủy, hãy từng bước tiến tới mục tiêu đã đề ra. Con số may mắn 5, 1, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: tím, trắng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần. Tử vi tuổi Hợi. Hợi hợi tự hình không phải là điều gì đáng buồn. Đó là lúc tuổi Hợi có thể dành nhiều thời gian bên gia đình hoặc cho mình một thế giới riêng, suy nghĩ về những kế hoạch cho tương lai. Trong công việc, tuổi Hợi nên tận dụng sức mạnh mà chính quan mang tới cho mình. Bạn hãy tập trung tăng tốc để hoàn thành những dự định còn dở dang. Nếu có thể sáng tạo ra những cách thức phù hợp để cải thiện chất lượng công việc của chính mình và cho mọi người xung quanh thì hãy thử áp dụng xem sao. Đừng giới hạn bản thân trong những khuôn khổ đã được định sẵn. Tử vi tuổi Ất Hợi. Hỏa, nên giữ thái độ ôn hòa với mọi người, tránh đối đầu hay tranh cãi. Tử vi tuổi Đinh Hợi. Thổ, bạn tạo cho mọi người cảm giác tin tưởng, rất đáng tin. Tử vi tuổi Kỷ Hợi. Mộc, bạn vẫn cần thêm những ý kiến tham khảo trước khi quyết định. Tử vi tuổi Tân Hợi. Kim, cảm thấy vui vẻ vì biết chia sẻ với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Hợi. Thủy, tiền bạc là vấn đề nhạy cảm, khi nói đến phải tinh ý hơn. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, đen. Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần. Đánh giá tử vi ngày 7 tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Dần, Tý. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Tuất, Thân. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé.